Chào mừng các bạn đến với sologame.net và đây là bản tin game 360, nơi những thông tin nóng hổi nhất về làng game trong nước và quốc tế liên tục được cập nhật. Sau đây, hãy cùng đến với những nội dung chi tiết. Hai bị đĩa đầu tiên của Xbox One đã lộ diện, đó chính là Forza Motorsport 5 và Battlefield 4. Bị đĩa của Forza được tiết lộ trên Twitter với nội dung chính là chiếc xe McLaren P1 màu cam cùng với biểu tượng Xbox One nền xanh. Forza 5 vừa được công bố vào sự kiện của Microsoft vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, một lần nữa được phát triển bởi Turntime Studio. Đây là phiên bản thứ 6 của dòng game này, sau tựa game spin-off gần đây là Forza Horizon trên Xbox 360. Trong khi đó, bì đĩa của Battlefield 4 có chủ đề rất quen thuộc. Dù thời điểm phát hành được khẳng định là ngày 29 tháng 10, hiện vẫn chưa rõ game có xuất hiện trên cả console Next Gen và Current Gen hay không. Nếu bạn là fan của các tựa game thể thao đến từ EA, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nỗi lo lắng khi hình ảnh đầu tiên của engine đồ họa X9 được công bố. Vào năm 2005, EA cũng đã hứa hẹn chất lượng hình ảnh tương tự như vậy, nhưng không hề đạt được trong suốt cả một thế hệ console. Điều đó khiến người ta nghi ngờ rằng đồ họa có thể nói là đẹp như phim CGI này có phải là chất lượng cuối cùng của tựa game hay không. Tuy nhiên, Andrew Wilson, trưởng bộ phận EA Sports đã lên tiếng khẳng định rằng EA đã chuẩn bị cho sự chuyển giao thế hệ console này từ vài năm trước. Hiện nay tại studio, tất cả các game như FIFA, Madden, UFC đều đã có chất lượng rất cao so với phiên bản lần trước. Dù sao thì chúng ta vẫn phải chờ đến sự kiện E3 sắp tới để kiểm chứng những lời nói này của Andrew Wilson. Tin vui cho những ai đang sở hữu PS Vita, Sony đã yêu cầu tất cả các tựa game trên hệ máy PS4 hỗ trợ tính năng Remote Play, tức là truyền hình ảnh lên PS Vita thông qua Wi-Fi nội bộ. Hãy thử tưởng tượng bạn đang phiêu lưu cùng Nathan Drake trong Uncharted 4 và mọi người trong gia đình yêu cầu chuyển TV sang bản tin thời sự. Lúc đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng PS Vita làm màn hình và tiếp tục trải nghiệm tựa game của mình. Các fan của PC giờ đây cũng có thể làm được điều tương tự với Nvidia Shield, hệ máy chơi game cầm tay chạy trên nền Android. Tất nhiên là bạn phải sở hữu một cả màn hình Series 6X trở lên. Engine đồ họa của hãng phát triển game nổi tiếng Naughty Dog hoàn toàn có khả năng hoạt động tốt trên các hệ máy Next Gen. Qua đó, chi phí và thời gian sản xuất sẽ giảm xuống đáng kể và họ sẽ duy trì được lịch phát hành 2 năm một sản phẩm như hiện nay. Sau The Last of Us, được phát hành vào tháng 6 này, nhiều dự đoán cho rằng Naughty Dog sẽ quay trở lại với series Uncharted quen thuộc để tiếp tục tạo ra bon tấn cho PS4. Tuy nhiên, trong một clip hậu trường Developer Diary, chưa rõ là vô tình hay cố ý mà họ đã để lộ ra hình ảnh này. Có vẻ như là hai nhân vật cướp biển đang trong giai đoạn thiết kế, và ngay lập tức, giả thiết sau đây đã rộ lên trên các diễn đàn. Uncharted 4 lần đầu tiên thay đổi nhân vật chính cho người chơi đồng hành với Sir Francis Drake, nhà thám hiểm người Anh nổi tiếng với những trận thủy chiến. Đây tình cờ cũng là tổ tiên của Nathan Drake. Bạn nghĩ sao về giả thiết này? Bản thân tôi thì cho rằng nó rất hợp lý. Scorpion, nhân vật yêu thích của rất nhiều người trong series Mortal Kombat, sẽ gia nhập trận chiến với các siêu nhân Injustice God Among Us. Đây là nhân vật download thứ 3 sau Lobo và Batgirl. Tất nhiên là trang phục của Scorpion đã được thiết kế lại để phù hợp hơn với thế giới của DC. Chi tiết đáng chú ý nhất là bộ giáp được tạo hình giống với loài bọ cạp một cách khéo léo. Quả thật là không gì thỏa mãn hơn là nhìn thấy Scorpion cùng với Superman tử chiến với nhau như thế này. Và để kết thúc bản tin game 360 ngày hôm nay, tôi sẽ thử bắt chước câu nói nổi tiếng của Scorpion. Get over here! And justice. There he is.